Chiều nay, trên một hội chuyên đánh giá đồ ăn, tài khoản tin nờ đã đăng tải một câu chuyện khiến nhiều người rùng mình. Theo người này, cô đã đặt mua cốc trà đào cam xạ tại một cửa hàng đồ uống quen thuộc trên phố Lê Thanh Nghi, Hà Nội. Nhưng mọi lần, không nghi ngờ chất lượng vì là quán quen. Cô đã vô tư uống cốc trà trên tay, nhưng không ngờ dưới đáy cốc là một con thạch sùng đã chết. Chưa hết, khi liên lạc qua fanpage của cửa hàng, thì người cầm bay có xin số điện thoại của khách để gọi trực tiếp. Tuy nhiên, theo vị khách, khi bên quán gọi thì cho rằng sự việc này là bình thường và bảo sẽ ship bù cho khách cốc khác. Theo đó, không biết là quản lý hay nhân viên tại quán trà trả lời, nhưng vị khách rất không hài lòng với cách giải quyết này. Bài đăng của cô chỉ trong chưa đến 30 phút đã thu hút sự chú ý của nhiều người và chưa có dấu hiệu dừng lại. Hàng trăm bình luận đều cảm thấy lo ngại về chất lượng của sản phẩm đồ uống mà vị khách đã mua phải.